Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Công an bộ sư Phúc Giác không được mặc áo sư đi khất thực giống sư Thích Minh Tuệ. Ngày 23 tháng 6, AFA tiếng Việt cho hay, vụ sư Thích Minh Tuệ, công an yêu cầu sư hộ pháp Kim Cang không mặc trang phục sư, không đi khất thực. AFA dẫn truyền thông nhà nước, theo đó công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, ngày 23 tháng 6 đã triệu tập sư Phúc Giác, người còn được dân mạng gọi là hộ pháp Kim Cang vì có vẻ ngoài dữ tận Mục đích của việc triệu tập là để yêu cầu ông này không mặc quần áo nhà sư, đi khất thực giống như sư thích minh tuệ. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA cho biết sư phúc giác tên thật là Đặng Văn Phòng, sinh năm 1983, đã đi khất thực theo sư thích minh tuệ nhiều tuần lễ cho đến ngày 2 tháng 6 vừa qua. Khi đoàn sư khất thực nổi tiếng Việt Nam này bị công an giải tán khi họ đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế. AFA dẫn ban tôn giáo chính phủ cho biết nhà sư khổ hạnh thích minh tuệ, người đang thực hành 13 đạo đầu đà của Đức Phật và đã đi bộ hành dọc Việt Nam nhiều lần suốt 6 năm qua, đã tự nguyện dừng bộ hành và quyết định ẩn tù. Trong khi đó, theo AFA, các thông tin được các YouTuber, TikToker đưa lên mạng những ngày sau đó, cho thấy các nhà sư này liên tục bị công an địa phương giải tán khi họ tụ tập lại để đi khất thực. Vẫn theo AFA, tựa đề các bản tin của truyền thông nhà nước về sư Phúc Giác là cơ quan chức năng ngăn chặn việc lợi dụng hình ảnh ông Thích Minh Tuệ. Các bài báo cho biết, Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng vừa gặp gỡ, tuyên truyền để ông Đặng Văn Phòng không mặc quần áo giống nhà sư, đi khất thực, gây hiếu kỳ, hiểu lầm. Và đây là hình sư Phúc Giác Hộ Pháp Kim Cang. Theo báo trong nước vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, sư Phúc Giác đã mặc quần áo giống như người tự tu hành Lê Anh Tú tức Thích Minh Tuệ, ra khu vực chợ Hương ở thị trấn Thanh Hà mua hoa quả rồi ra nghĩa trang liệt sĩ huyện Thanh Hà thắp hương. AFA cũng cho biết, theo công an, sự việc này đã khiến nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập, chụp ảnh, quay clip đưa lên mạng xã hội để câu like, gây hiểu lầm, gây dư luận xấu và có thể dẫn đến nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương. Truyền thông nhà nước cho biết, tại cơ quan công an, sư Phúc Giác khẳng định không thực hiện đi khất thực và chỉ tu tại nhà, không bán hàng online, không câu view, like trên mạng xã hội. AFI nhắc lại, sau khi đoàn tu của sư Thích Minh Tuệ bị giải tán vào ngày 3 tháng 6, sư Phúc Giác đã xuất hiện trên một đoạn video cho biết chi tiết công an đã khống chế sư Thích Minh Tuệ như thế nào. Ông nói, một người tu đang ngồi thuyền, mà năm ông đè ra làm gì? Thầy đâu có chống cự đâu, mà người tu lấy gì mà chống cự? Ban ngày, mời mình lên trụ sở hỏi hang thì được, chứ nửa đêm mà bắt người ta trói tay vào thì sao được? Và đây là hình các khất sĩ trên đường tìm gặp thầy Minh Tuệ. Liên quan đến sư Minh Tuệ và đoàn tu, ngày 14 tháng 6, AFA đã cho hay sư thích Minh Tuệ ẩn tu lần hai, các khất sĩ khác bị mất tích trên đường tới Gia Lai. Cụ thể, thầy thích Minh Tuệ đã xuất hiện trở lại tại một khu rẫy gần nhà ở huyện La Ray tỉnh Gia Lai trong 3 ngày, rồi sau đó đã rời đi một cách bí ẩn trong đêm 13 tháng 6. Cũng trong đêm này, nhiều khắc sĩ từng bộ hành chung với thầy Minh Tuệ đã mất tích trên đường đến Gia Lai để gặp lại ông. FA dẫn các YouTube đăng tải vào ngày 13 tháng 6 cho thấy năm khắc sĩ, trong đó có Minh Tự, Minh Thông và Nhượng Hội, bộ hành trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua khu vực tỉnh Con Tâm đã mất tích trong đêm. Cùng lúc một nhóm khác gồm 7 vị hành giả, trong đó có Sư Minh Trí, Trần Trí, Như Ngộ, Minh Thành, Vô Trụ và Minh Dược cũng mất tích sau khi nghỉ đêm ở một khu đất trống gần đường Hồng Vương, xã Đắc Bát, huyện Đắc Gây, tỉnh Kon Tâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Công an buộc sư Phúc Giác không được mặc áo sư, đi khất thật giống như sư Thích Minh Tuệ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Dân cười khinh bỉ Đảng. Ngày 23 tháng 6, báo Tiếng Dân đăng bài Cách mạng màu đỏ của nhà báo Nguyễn Thông. Bài viết bình về tình trạng thối nát của giới quan chức lãnh đạo Đảng cũng như các hành xử nhố nhăn coi thường dân chúng của Đảng. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Thời báo chấm D giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Ngày 21 đến ngày 22 tháng 6, báo chí mậu dịch đồng loạt đưa tin Bộ Chính trị, Ban Bí Thư và Trung ương dĩ nhiên đều của đảng, đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng trong nhóm 20 được thôi các chức vụ. Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương đảng, Bí Thư Thành ủy Hà Nội cùng nhiều chức vụ lằn nhằn dây điện khác. Đây là chuyện riêng của đảng, lẽ ra dân không cần quan tâm. Tất nhiên quốc hội sẽ theo chỉ thị, chỉ đạo của đảng, bãi chức đại biểu quốc hội của ông Dũng Nai Mai cũng kiểu cho thôi. Quốc hội chả là gì, khi đảng đã sức lệnh xuống thì cứ thế mà làm. Về sự việc này có nhiều nhố nhăn. Lẽ ra từ quan chí dân, ai làm sai làm bậy, cứ chiếu theo pháp luật mà xử lý, không phân biệt quan hay dân. Đâu có cái thói, quan làm sai thì chỉ xin lỗi, còn dân sai thì chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mai Tiến Dũng cả đời không biết có làm được nhiều gì, để lại tiếng thơm hay không, nhưng phát ngôn được câu ấy quả thật lưu số danh với đời. Và đây là hình đinh Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, người mới bị cho thôi tất cả các chức vụ trong đảng. Cả một bộ máy từ ông cao nhất tới đứa cán bộ hoàng, cả hệ thống chính trị với vô vàng tổ chức đoàn thể, cả hệ thống tuyên truyền tuyên giáo dày đặc, lúc nào cũng mở loa ca ngợi cuộc chống tham nhũng, nào lò đượm, củi gọc, củi khô, củi tươi, kiên quyết đến cùng, không có vùng cấm. Nhưng khi cần đốt thì lại than rơm ướt ra ẩm, bật diêm không cháy, lách kiểu này, né kiểu khác. Rõ nhất là việc tạo điều kiện cho đương sự tự nguyện làm đơn xin nghỉ việc, xin thôi chức, xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân. Cứ như trò đùa, coi thiên hạ không ra gì. Xưa nay, đám quan lại quyền cao chức trọng, đám chấp bu cả trung ương lẫn địa phương, chả có đứa nào lúc đương chức, đang hét ra lửa, ngửa ngửa xe xe, vân vân váo váo, nói ra một lời làm muôn người kinh sợ, chỉ muốn kéo bè kéo cánh, cha truyền con nói, lại tự nguyện tự giác bỏ chức, bỏ ghế, bỏ quyền lực cả. Họa có điên, đốt đuốc giữa ban ngày chẳng tìm ra. Nó có phạm tội, nhúng chàm, nó cũng giấu biệt. Khi đã biết nó phạm tội, hại dân, hại nước, chỉ vơ vét cho bản thân và gia đình, dòng họ, thì cứ việc lôi ra mà trảm. Từ lông đầu trảm tới cẩu đầu trảm. Và đây là hình tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, người phải chịu trách nhiệm về tình trạng thối nát của đảng hiện nay như bao công thời xưa đã đốt lò thì bàn thái sư cũng không tha. Nhưng bao công biết tôn trọng luật pháp, thời nay thì không phải vậy. Ông hàng xóm nhà tôi bảo, kỷ luật mà không dám nói thẳng là kỷ luật thì còn làm được trò gì? Cứ tuyên truyền về lò chống tham nhũng, vùng cấm, vùng kiết, thực tế lại khác hẳn, chỉ toàn lừa mị. Công khai lừa mị những người cả tính, ngây thơ. Thật buồn, đám cả tính ấy lại khá đông, hoặc do không biết gì, hoặc vì giúp lợi cá nhân mình nếu thật sự chống tham nhũng không vùng cấm, có giỏi hãy lôi đám có đơn xin thôi chức vụ, tự nguyện xin nghỉ việc như Phúc, Thưởng, Huệ, Mai, Trần Tuấn Anh, Đinh Tiến Dũng ra, đối diện pháp luật, xét xử một cách công bằng. Kẻ ngôi cao việc trọng cũng như đứa ăn trộm vịt đều phải bình đẳng trước pháp luật. Đốt lò cách mạng nửa vời, nói thật giống như một hí trường. Cách mạng màu nhưng là màu đỏ, còn không thì nên dẹp lò. Dân biết cả chỉ bởi họ không thể làm gì, nhưng họ cười khinh bỉ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dân cười khinh bỉ đảng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.